Xin chào anh em đã quay trở lại với cả chương trình Q&A. Và hôm nay là Hoàng. Mình chia thôi. Thì đấy, hôm nay là chương trình Q&A số thứ 47 và mình là Hoàng. Chương trình Q&A sẽ là chương trình nhằm mục đích đó chính là trả lời các câu hỏi của anh em liên quan tới máy tính, liên quan tới công nghệ, và sẽ được phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần vào lúc 7 rưỡi cùng với 7 câu hỏi anh em nhé. Bây giờ hãy bắt đầu cùng với câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Hiền đi. Trần Hiền anh em ạ. Thì bạn hỏi là tính mua nguồn MSI MPG A1000G thấy có hai loại. Một cái là cho dòng RTX 3000, một cái là 4000, tức là PCIe 5.0 ATX 3.0. Vậy mua cái dành cho 3000 gắn cho GPU 4000 series có được không? Chỉ sợ cháy cổng cạc như tin đồn. Thì cái cháy cổng ấy, nó là do cái lỗi là các bạn cắm vào đầu bị không chuẩn. Đấy, cắm vào cạc không chuẩn nhá. Hoặc là cắm vào đầu 12 pin, 12V high power không chuẩn thì mới bị cháy. Còn nếu mà bạn cắm chắc và đúng đủ cho mình 3cm ở từ đầu nguồn cho tới dây là ok. Còn cái vấn đề chập chẹn thì không có sao đâu cả. Còn ấy, cái chiếc nguồn A1000G của bạn ấy thì theo như một chút mình tìm hiểu ấy thì những em này đều có hạng là A, tức là em cho ATX 3.0 hay là ATX cũ thì đều có hạng là A. Nhưng mà cái em ATX 3.0 ấy thì cái tester bảo rằng cái chuẩn ATX 3.0 của nó chưa ok lắm. Tức là nó chưa ok, nó chưa đảm bảo lắm nhá. Thế nên là mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn em khác thay vì là em MSI A1000G này. Cứ lựa chọn phiên bản cũ cũng được, với cả dây chia cũng ok, chẳng vấn đề gì đâu. Còn nếu mà bạn vẫn cố đấm ăn xôi ấy, thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn ví dụ như là Rogo hoặc là FSP hoặc là Corsair RM1000X. Đấy, kiểu như vậy. Câu hỏi thứ hai của bạn Donald Dung, không phải Donald Trung. Thì bạn hỏi là 12100F test benchmark 76 độ tản SSTC có sao không? 76 độ là một con số hoàn toàn bình thường. Nhưng mà tản của bạn là Shark Stack gì đấy, là hình như mình nhớ là tản nước đúng không? Mà 76 độ tức là có vấn đề đấy. Bạn thử mở ra check xem là mình đã tra keo chuẩn chưa, mình đã bóc tem chưa. Còn nếu mà tất cả những thứ đã được làm rồi chứng tỏ con tản này rất tồi. Thế thôi. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ 3 của bạn Him Hayes. Thì bạn hỏi là 6700XT nên dùng với CPU nào ổn định nhất và nguồn bao nhiêu watt thì tối ưu nhất? Thì 6700XT mạnh ngang với cả 3060T thì việc chơi game, thế nên là bạn không có tiền thì có thể lựa chọn đó chính là chiếc i3-12100F. Còn nếu bạn thiếu tiền một chút thì có thể mua chiếc i5-12400F. Còn với công thức nguồn ấy, thì bạn nguồn bao nhiêu ấy, thì mình sẽ lựa chọn công thức của mình nhé. Đó chính là TDP của 6700XT cộng 80% của TDP tối đa của 12400 đi, rồi nhân đôi lên thì sẽ được nguồn 650W là chuẩn chỉ với cả nhu cầu của bạn. Ok, câu thứ tư này, bạn của bạn Sky Gaming, bạn hỏi là 12400F với cả 6700XT có quá sức không? Hiện tại mình đang chạy với cả 6600XT, mình đang chơi Full HD. 12400F chạy thoải mái, 6700XT cũng ok với cả chiếc CPU này, rất ít khi ngậm nhẽ nhá. Bởi vì cho cùng thì chiếc 6700XT hiệu năng cũng chỉ là 3060T nằm giữa với cả 3070 thôi. Thế nên là việc lựa chọn 12400F khá là ok bạn nhỉ. Câu hỏi thứ năm của bạn Vương Tuệ Minh, bạn hỏi là nếu chỉ Undervolt thì 13600K với B660 vẫn được hay không nhỉ? Mình thấy B660 Mota có kích thước giữa Undervolt được luôn. Con đấy thoải mái, Mota là một con cao cấp, thế nên là bạn gắn với cả i5-13600K tương đối là ok nha. Đấy, tiếp theo bạn Bùi Sĩ Hùng, bạn hỏi là 12700K nên đi với bên nào? Thì nếu bạn muốn bên ép xung thì nên chọn bên Z nhá. Còn nếu bạn không muốn ép xung thì hãy chọn bên B cao cấp, ví dụ như là Strix B660 này, Mota B660 này, Arux B660 này. Đấy, những con đấy thì có thể cân tốt được với cả i7-12700K. Rồi, và câu hỏi cuối cùng của bạn Nguyễn Thanh Long, bạn hỏi là B660M Plus DS4 có chạy được 13600K không? Thì câu trả lời là có nhá. Cái VRM của em đó ổn cho chiếc i5-13600K, nhưng mình chưa test hiệu năng để cho có thể đảm bảo rằng là ok, con đấy có thể chạy được bao nhiêu phần trăm của chiếc i5-13600K đó. Thế nên là bạn nên tìm hiểu ở trên mạng nhiều hơn nha. Mình chỉ biết là nó chạy được thôi. Đấy. Rồi, và đó là chương trình Q&A số thứ 47 của chúng ta. Nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới công nghệ thì hãy để ở dưới comment cho mình để mình có thể trả lời nhanh chóng nhất nhá. Cảm ơn anh em đã xem video này. Với mọi còn lại anh em tại video sau.